Chào mọi người. Chào cô. Cô điểm danh nhé. Vũ Văn Nghiệp, Triệu Khắc Đức, Phạm Trần Kỳ Anh, có Nguyễn Hoàng Nam. Hoàng Nam có không? Lê Xuân Lực. Xuân Lực có không? Trần Hải Long. Có. Nguyễn Phương Nam. Có. Vũ Lập Bang. Có. Hoàng Minh Huy. Minh Huy có không? Tạ Đức Kiên. Có. Phạm Trung Hiếu. Có. Nguyễn Minh Hoàng. Vũ Duy Thái. Phạm Ngọc Long. Dạ có. Nguyễn Hải Dương. Nguyễn Đăng Kiên. Đăng Kiên có. Nguyễn Hữu Nam. Nguyễn Bá Tuấn Anh. Có. Trần Minh Đức. Phan Bá Hữu. Nguyễn Trung Nghĩa. Nguyễn Phúc Thắng. Lê Mạnh Hùng. Có. Đặng Hoàng Tuân. Có. Phạm Quang Anh. Nguyễn Văn Kiệt. Kiệt có không em? Ngô Việt Bắc. Đinh Bình. Đinh có. Đặng Xuân Khánh. Có. Đào Ngọc Hưởng. Hưởng có không? Phạm Văn Mạnh. Ơ, nhìn xuống hơi cao thì đâu có thể nghĩ đến như này nhỉ? Có ai chưa điểm danh không? Còn ai chưa điểm danh không? Em ạ, à, chịu không được. Được, ok. Ai nữa không? Càng ngày càng ít nhỉ? Hôm nay mình có hẹn làm gì không mọi người? Chấm tiếp lát. Có chấm tiếp ạ. Thế à? Bảo sao? Hôm nọ chấm được một nửa à? Em cô điểm danh em mà. Bá Hữu gì, ok. Em vừa lắc ảo quá. Ok, chẳng không mình lắc. Chỉ còn có vài người thôi đúng không? 1, 2, 3, 4. Ok, chấm nhanh mấy người này rồi học bài mới nhá. Văn Nghiệp. Nghiệp có đây không em ơi? Nghiệp ơi. Bá Hữu này. Bạn vừa bảo điểm danh là Phan Bá Hữu đúng không? À vâng. Nghiệp nó không có đây đúng không? Không có đây này. Rõ ràng là ngày hôm trước xin vay chấm bởi vì lần trước đi lấy đồ mẹ gửi này. Bây giờ lại không có này. Lập Bang. Bang ơi. Em đây cô, em đang nằm viện cô ơi. Ồ. Thế giờ nào? Cô để cho em tiết sau. Nằm viện là có phải là COVID gì không? Dạ không ạ, bị ruột thừa cô ạ. Chết. Thế lại nốt vào đây. Ruột thừa, xin nợ lần sau. Không sai lần hai. Lần sau là lần dạ. Tới hôm nào? Em chưa biết hôm nào về cô. Hay là cho nợ block sau luôn. Ôi cô.
đến lúc ra viện tôi nốt vào đây cho nó đầy đủ. Và đây là bài assignment 2 nhá, còn assignment 1 là câu chuyện khác rồi nhá. Dạ vâng. Hoàng Minh Huy. Huy ơi. Hoàng Minh Huy không có đây đúng không? Hôm trước ông này cũng xin nợ. Tự hỏi lần 2 assignment 2 này. Lần 1 nợ này, gọi lần 2 thì vắng này. Ủa em quên tưởng đây bài lab của. Nó là bài lab hả? Gọi là assignment nhưng mà nó là bài lab. Lab hay assignment thì nó cũng thế mà. Ông này gọi lần 2 không có này, không điểm này. Đăng Kiên. Kiên có đây không em ơi? Nguyễn Đăng Kiên. Chết cả lũ với nào này. Cái lớp này nó làm tôi gọi là chết hết rồi mà không dám lớp khác, không dám cho chết nữa, mặc dù là chúng nó cũng lấy hết cả tiêu chuẩn sinh viên chết của tôi rồi. Giáo viên không dám cho sinh viên chết nhiều đâu, sợ lắm, run tay lắm. Lần 2 thì bắn rồi. Cho nhiều quá về nghiệp nó lại quật được không? Mày chui ảo cô à? Hả? Không. À, Nguyễn Bá Tuấn Anh, có đây không em ơi? Có cô ạ. Ừ rồi nào, mày qua tìm được một người. Cô xem nào. Cũng gọi là đỡ buồn một tí. Đây ạ, bài em đẹp. Chạy bài 2 trước ạ. À, em sẽ add ạ. Chứng tỏ là lúc làm bài chưa có test gì rồi. Em mới làm xong thôi, cái là nó kiểu lỗi nhiều quá. Chúng mày tự tin một cách quá thể đáng, đến cô viết xong cô còn phải tự test lại code của mình. Nhưng mà chúng mày làm xong mày không tự test lại code của mình. Nào sửa đi. Vâng, để em xem. Để tí nữa em ấy lại xem, cô nhắc là em sửa. Thôi sửa luôn đi. Sửa luôn hả cô? Ừ. Tí nữa lúc nào tí tôi học dạy bài mới anh lại móc ra anh chấm rồi. Ừ nè. Sửa đi nha, trong lúc đấy cô lại đi tìm mấy thằng còn thiếu này. Vâng. Phạm Quang Anh có đây không? Quang Anh ơi. Không có đúng không? Bình, hôm nay nói được rồi đúng không Bình? Dạ vâng. Ừ. Em thì xong nói chuyện đây rồi. Em vừa ngồi em modify phát mất hết cả code luôn. Thế đó là em nào? Thì em vừa mới làm xong giao diện thôi. Xong rồi chẳng mấy cái model với cả DAO thôi. Nhưng mà nó đã hiển thị được dữ liệu lên chưa? Chưa cô. Em modify lúc 2 giờ. Tự nhiên ngồi thấy ổ cứng nó đầy quá nên là tạch phát xong. Ôi, tôi ưu tiên cái ông Covid thôi cho ông nợ đến buổi sau nhá. Sao cô? Dạ buổi sau tức là thứ tư ấy. Thấy chưa? Dạ vâng. Mùng 2 tháng 3 nhá. Đấy là hạn cuối rồi đấy, không thể hơn được nữa đâu. À, cô. Covid. À, rồi, em sửa xong rồi cô. À ừ rồi Tuấn Anh, nhìn nào. Đây em vừa viết nhầm cái hàm ID đấy, thiếu chữ S. Thừa rồi ta. Ờ. Đạt. Còn cái cửa.
Em đi mít cái này. Xóa. Bài 1 của em thì em vẫn chưa, kiểu hôm nọ em hỏi cô là viết cái đấy thì em mới viết lại hết. Thì lúc đầu em tưởng là viết cái kia thì em viết liên kết hàng DAO thì em gọi ra được combo box 2 liên kết được với cả data grid view. Sau rồi đến Ôi giờ không hiểu là cái đấy nó là cái gì nữa rồi. Để em chạy sau rồi em nói. Nghĩa là em chạy được ở cái này sang data combo box 2 rồi, nhưng mà cái lúc cô bảo là hiện là student ID role với first name mid name này thì em làm lại cái này thì em lại kiểu hai bảng này nó lại liên kết với nhau kiểu qua một bảng khác rồi, thành ra em cũng chưa biết là nó liên kết kiểu gì. Thì lại join cả ba bảng vào với nhau. Cái sở liệu việc join ba bảng là chuyện bình thường có gì đâu. Nó là do ba bảng cô. Đâu xem nào, những bảng nào với bảng nào đâu. Thì... em là đang cần dữ liệu bảng nào? Bảng student record cái gì? Xong rồi nó rơi quân nó đi qua thằng đi qua role combook ạ. Sẽ lại role combook bị bài này thì em cần teaching date này à? Đây em là bài điểm danh gì? Vâng. Đây thì bây giờ là giữa course với cả student course với cả role combook là phải ba thằng này rơi với nhau. Trong đó điều kiện phép join giữa course và student course là hai cái course ID bằng nhau. Điều kiện join giữa course schedule và role codebook là hai cái teaching schedule bằng nhau. Join ba bảng bình thường. Vâng. Thì hôm nọ em đấy là em làm từ course sang ấy luôn chứ em không làm từ student thành ra em không được. Lại cơ sở dữ liệu thôi. Vâng. Từ từ đấy nha. Đây nó phải đi học lại cơ sở liệu mất. Lâu quá không dùng cô. Em vừa lên xem zone rồi nhưng mà em lâu không dùng, em viết ấy quá. Em viết khối zone hơi ngáo. Zone zone cái gì? Rồi. Rồi. Tự nhiên cứ nghe tưởng gọi. Thôi rồi, ok. Hiểu vấn đề rồi. Tuấn Nguyễn Bá Tuấn Anh đúng không? Vâng. Lớp này không những là nhiều điểm không mà tất cả những ông mà không có mặt, à tức là có mặt ở đây thì đáng lý rồi, nếu mà bình thường thì tôi cho 2-3 điểm rồi thôi, có 5-6 điểm. Sợ thật đấy. Thôi học bài mới nhá. Rồi. À đã chết rồi. Chờ một chút.
Hôm nay chúng ta sẽ xây dựng ứng dụng web application sử dụng .NET nhé. Phần này lưu ý vào một chút cho cô, bắt đầu dạy lại từ đầu. Cô sẽ dạy rất là cơ bản và rất là dễ hiểu thôi, cho nên chúng mày để ý cho cô gái. Chỗ nào không hiểu thì hỏi luôn nhé. Lớp mình là lớp 1 năm 10 mấy? 15 à? Hay 16? 15. Ok. Này. Mình là thường đang sử dụng .NET Framework đúng không? .NET tự Framework là danh từ chung. Trong đó .NET Framework thì ta có là phiên bản là .NET Framework, phiên bản .NET Core, rồi phiên bản .NET 5.6 đúng không? Nhớ là mình đang dùng cái gì không đấy? Core. Đấy. Tôi đi chết đây. Giờ hỏi câu ngu ngơ như thế mà hóa ra có ông trả lời sai. Bi thi mà tạo ở .NET Core xem có chết mất ngáp không. Ta đang dùng .NET 5. Tuân nhớ chưa? Rồi. Thì trong cái kiến trúc của .NET, .NET thì nó xây dựng rất nhiều loại ứng, cho phép xây dựng rất nhiều loại ứng dụng khác nhau. Thì trong cái kiến trúc của .NET, cái thành phần mà cho xây dựng các ứng dụng web ấy, nó gọi là ASP .NET. Trong .NET Framework cái thành phần này tên là ASP.NET. Trong .NET Core và .NET 5 thì cái thành phần này nó gọi là ASP.NET Core. Trong cái ASP.NET này thì nó cung cấp 3 framework khác nhau. Khác nhau để tạo ứng dụng web. 3 framework khác nhau để tạo ứng dụng web. Nôm na là cùng là dùng .NET thôi, cùng là dùng ASP.NET thôi, nhưng mà có 3 cách để tạo ứng dụng web khác nhau theo 3 cái mô hình khác nhau. Thứ nhất là sử dụng cái framework gọi là Razorpage. Thứ hai là .NET MVC. Và thứ ba là Blazor. Đấy, 3 mô hình để tạo ứng dụng web khác nhau. Mặc dù là cùng cho ra là ứng dụng web, nhưng mà có 3 cách thức để tạo khác nhau: dùng Razorpage, dùng .NET MVC hoặc là dùng Blazor. Trong đó đối với môn học này thì do là bọn em vừa mới học tức là nếu mà đúng lịch trình nha, nhưng ông học lại tôi không nói. Nếu mà đúng lịch trình thì là học kỳ 4 là học Java Web và cũng xây dựng theo mô hình MVC. Thế cho nên kỳ 5 này, cái môn này là xây dựng ứng dụng web bằng .NET, nhưng mà cũng sẽ là tuân theo mô hình MVC. Thì nó vẫn là đang từ MVC đi lên. Thế còn nếu mà bạn nào mà học cái combo .NET ấy, tức là nó sẽ có nhiều môn .NET chứ không phải chỉ có mỗi môn này. Môn này là môn đầu tiên của combo .NET. Thì bạn nào mà vẫn còn tiếp tục học combo .NET thì sau đây, sau cái môn PRN 221 này đến với môn PRN 221 ấy, là chúng ta sẽ xem xét xây dựng ứng dụng web sử dụng cái framework Razorpage, là hai framework khác nhau. Còn Blazor ấy thì là cái framework mà cũng cho xây dựng ứng dụng web, nhưng nó khác với hai thằng trên ở chỗ ấy là tức là khi mà mình xây dựng ứng dụng web thì các cái web thường là nó có phải có một cái phần code JavaScript đúng không? Code JavaScript là để tạo ra những cái tương tác ở phía client, tương tác ở trên trang ở phía client. Đó, như vậy thì một cái người mà viết gọi là full stack để mà viết ứng dụng web là nó phải biết JavaScript, biết viết mã JavaScript. Thế nhưng mà Blazor ấy, thì nó cho phép là em viết những cái tương tác ở phía client nhưng không cần phải biết JavaScript, mà viết trực tiếp bằng mã C#. Cho nên em sẽ lúc đấy chỉ cần sử dụng ngôn ngữ C#, không cần sử dụng JavaScript nữa. Thì đấy là cái đặc điểm của công nghệ Blazor. Thế còn Razorpage này thì nó thường là nó xây dựng các cái trang nó có tính chất là độc lập, single page. Thường là Razorpage nó hay sử dụng với cái mô hình code là MVVM. MVVM là mô hình code mà trong đó nó phân ra thành một là model view và một cái gọi là view model. Đấy. Còn mô hình MVC thì một cái ứng dụng nó chia thành 3 phần là model, view và controller. Thì hai cái mô hình này nó sẽ có cái cách thức tương tác khác nhau. Razorpage là thường đi cùng với mô hình này, còn .NET MVC là sử dụng mô hình MVC. Cả ba thằng này thì đều sử dụng về mặt ngôn ngữ, nó đều sử dụng C# để làm cái code logic. Còn về mặt giao diện ấy, mà thể hiện được cái trình diễn trên trình duyệt ấy, thì nó đều sử dụng cái gọi là Razorpage.
Trong đó Razor Code là thể hiện là các cái file giao diện này nó là file .cshtml. Và file này thì sẽ gồm mã trình diễn giao diện bình thường HTML, CSS và JavaScript. Ngoài ra thì nó sẽ còn có các cái thẻ Razor, các cái mã Razor. Mã Razor này chẳng qua là mã CSAP chen giữa. Giống như kiểu là trang GSP ấy, thì có phải là nó sẽ có mã HTML, CSS và JavaScript cộng với cả các cái thẻ GSP, các cái mã Java chen giữa ở đây, chen giữa ở đây. Mã CSAP chen giữa hay còn gọi là các cái mã Razor. Thì chẳng qua là gì? Chẳng qua là nó là gồm các cái khối code CSAP, đúng không? Khối code CSAP. Giống như khối code Java mở ngoặc nhọn phần trăm như thế này, đúng không? Trong này code Java cái gì đó đóng ngoặc nhọn phần trăm này. Rồi nó có thể bao gồm các biểu thức. Giống như trong trang GSP thì thế này, đúng không? Gì đấy. Rồi nó có thể bao gồm các tag helper. Tag helper thì nó tương đương giống như là thằng này các cái tag lib ấy. Đúng không? Trong GSP thì có các tag lib. Hoặc là nó có các cái HTML helper. HTML helper là những cái công cụ của mã Razor. Một cái khối code CSAP mà chen giữa mã HTML. Cái thằng trong GSP, khối code Java chen giữa nó dùng cái thẻ này. Khối code CSAP mà chen giữa thì nó chỉ cần A cộng. Sau đó là đóng mở ngoặc nhọn cái khối code trong này viết code CSAP bình thường. Thì Razor nó sẽ viết tiện hơn trang GSP rất nhiều. Biểu thức này cũng thế, nó chỉ cần A cộng, chỗ này là tên biến. Là hàm. Tag helper và HTML helper thì nó sẽ hơi khác một chút. Thì cái trang CSS HTML này nó gần giống như trang GSP, tức là về nguyên tắc của nó. Thế còn về cái triển khai cụ thể thì tất nhiên là nó sẽ phải khác, công nghệ khác nhau nó sẽ khác nhau. Nhưng mà có thể hiểu cái trang CSS HTML này nó gần giống như là trang GSP. Nó sẽ có code HTML để từ CSS JavaScript để trình diễn giao diện. Và trong đó thì có những cái phần nội dung nó cần phải lấy từ dữ liệu, nó cần phải điền những cái dữ liệu từ các cái tính toán ở trên controller ra, thì nó sẽ sử dụng các cái mã CSAP chen giữa ở đây, và các mã CSAP trong này thì bắt đầu bằng A cộng, những cái gì bắt đầu bằng A cộng thì nó gọi là mã Razor, và một cái trang CSHTML thì nó gọi là một cái trang Razor. Razor này nếu như mà trong cái mô hình Razor page, tức là nguyên cả một page đầy đủ từ cái thẻ HTML bắt đầu cho đến đóng thẻ HTML. Còn nếu mà trong mô hình MVC thì nó sẽ gọi là các view, nhưng mỗi một lần một cái view, một cái khung nhìn thì nó cũng là một trang CSHTML. Đến đây có thắc mắc gì không? Mô hình Java GSP thì chắc là mọi người nắm được đúng không? Thì cái này nó cũng sẽ gần giống như vậy. Thế bây giờ tiếp này. Cụ thể mô hình MVC thì nó chia code thành 3 phần đúng không? Phần controller, phần model và phần view. Trong đó controller này là xử lý tất cả những cái gì logic. Khi mà từ phía client có một cái request gửi đến một cái trang nào đây. Một request gửi đến trang nào đây. Thực tế là nó sẽ gửi đến một controller. Controller này thì muốn nhận được cái yêu cầu đầu vào, cái request này chính là input đầu vào của controller. Controller này nếu như nó sẽ phải sử dụng model để thực hiện những cái tính toán, tương tác với model để thực hiện những cái tính toán nhất định về mặt logic. Sau đó thì sau khi mà tính toán ra được cái dữ liệu tương ứng cần phải trả về cho phía client rồi, thì nó sẽ phải sử dụng các view này để mà có được cái thiết kế của cái trang trả về, ghép những cái dữ liệu tính toán được từ model, từ database, từ gì đó vào trong cái thiết kế của view, thì cuối cùng ra được một cái trang HTML hoàn chỉnh, và cái đấy sẽ respond về cho phía client, đúng không? Respond về cho phía client. Thì đấy là cái quá trình mà ứng dụng
nó thực ứng dụng theo mô hình MVC, nó thực hiện. Chỗ này đồng ý không? Alo. Nếu mà code web bằng Java thì controller này chính là các gì? Phần controller này là dùng gì? Controller. Làm dùng gì Tuân? Dùng CSS. CSS, controller là CSS. Không, không. Ý là controller DAO gì? Tôi đang hỏi web Java cơ mà. Cái gì là đứng vai trò làm controller? Trong Java ấy. Web Java web ấy. Servlet à? Servlet. Servlet. Servlet đứng vai trò làm controller đúng không? Servlet thì về bản chất nó cũng là một class Java thôi. Nhưng mà class Java này nó có đặc biệt là nó kế thừa từ class Servlet của Java. Đấy. Model thì về bản chất nó chẳng qua là các cái class Java thuần túy chấm Java. Còn view là dùng các trang JSP để làm view. Đúng không? Đấy là Java MVC. Thế bây giờ trong .NET MVC nó cũng mô hình này, thế nhưng mà tất nhiên là không có khái niệm Servlet nữa, mà lúc này là các cái class controller chấm CS ấy. À, các class controller là sẽ giữ vai trò làm controller. Các class controller là những class mà tên nó là cái gì đấy và có đuôi controller, ví dụ home controller. Và thằng này cũng giống như thằng servlet là phải ví dụ như là first servlet chẳng hạn thì phải kế thừa từ class servlet, thì thằng này home controller phải kế thừa từ class controller của ASP.NET nó xây dựng. Model thì là các cái class CSS bình thường thôi. Đấy, chấm xe tất cả những cái code cũng xì sao. Còn view chính là sử dụng các trang CSS HTML làm view. Rất giống, nếu mà nhìn góc độ như thế này thì .NET MVC nó sẽ rất giống so với Java web, bởi vì cùng mô hình MVC mà. Có điều là thằng ASP.NET nó sẽ thêm rất nhiều những tính năng để khi mà code MVC.NET thì cái số lượng code nó sẽ ít hơn và thuận tiện hơn rất nhiều so với code Java web. Trước hết là mình nói về controller này đã. Hai file này nó gần giống nhau. Code này thì nói chung là nó là code C# thuần túy thôi. Bình thường em biết viết ứng dụng console rồi ứng dụng Windows, em biết các lớp gọi nhau như nào thì thằng này nó cũng y hệt như vậy. Thế nó khác nhau ở chỗ thằng controller này. Đối với một servlet nhá, thì ngoài tên servlet này, URL của nó này, thì trong servlet là thường là nó có hai hàm là doGet và doPost đúng không? Hai hàm này nó sẽ xử lý cái request nhận được theo phương thức get thì là dùng hàm doGet, mà xử lý phương thức nhận được cái request nhận được mà được yêu cầu phương thức post thì xử lý theo doPost. Thực tế một cái client khi mà gửi một cái request lên server thì nó không phải là chỉ có mỗi phương thức get và phương thức post, mà nó còn một số những loại method khác nữa. Mọi người có nắm được là nó còn loại method nào nữa không? Đây này, có phải là ví dụ như có cái thẻ form nhá, action bằng cái gì đấy đúng không? Method bằng thì thường là mình có hay là bằng get hoặc bằng post hoặc bằng gì nữa, còn những cái khác nữa đúng không? Có phải không? Tuấn Anh? Dạ. Dạ cái gì? Đây nhá, ví dụ bây giờ như này. Đây là browser đúng không? Tôi vào đây tôi gõ fapg.fvt.edu.vn, enter một cái. Thì đây chính là một request gửi từ client lên cái server fapg.fvt.edu.vn đúng không? Đúng không nào? Wow. Thế cái request này là mình gõ vào URL để gửi lên. Một cái gì đấy mà gửi lên server theo con đường URL ấy thì mặc định nó là gửi theo phương thức get. Mặc định nó gửi theo phương thức get. Nếu em viết ứng dụng bằng Java thì chỗ này em sẽ xử lý hàm doGet đúng không? À.
Thế còn gửi theo phương thức post thì không thông qua URL này được, mà phải thông qua một cái form nào đấy. Ví dụ như chỗ này đi, bấm nút search. Đúng, chỗ này chắc phải là một cái form đúng không? Inspect thằng này ra thế nào. Đây đúng không? Cái thẻ input. Thế thì nó phải nằm trong một cái form nào đấy. Không biết cái form nó ở đâu rồi. Chưa nhìn thấy form đâu cả. Đây, form tiếp trên này cơ. Đấy. Method bằng post. Thế có phải là khi bấm cái nút search này, nút search của tôi đâu rồi? Đây, nút search đúng không? On click bằng cái gì đấy vân vân và mây mây. Nhưng tóm lại là sau khi mà kiểm tra tất cả những cái này thì nó sẽ submit cái form này đi. Rồi, submit cái form này đi. Và submit theo phương thức post. Nếu mà viết bằng Java thì chỗ này em phải viết hàm do post để thực hiện xử lý cái dữ liệu nhận được. Để search student hay cái gì đấy vân vân đúng không? Như vậy là request gửi đến phía server là có thể theo do get hoặc là do post, theo phương thức get hoặc là phương thức post. Và vì thế trong servlet của em sẽ viết hàm do get và hàm do post. Hàm do get chính là gì? Nếu như mà trong trường hợp này là hàm do get là sẽ gì? Sẽ hiển thị cái trang trang tĩnh này. Còn hàm do post thì sẽ phải thực hiện, ví dụ ở đây 1414579 search một cái. À, thì nó sẽ phải thực hiện cái do post, nó ra được danh sách các sinh viên liệt kê ở đây. Phân biệt được do get với get với post chưa? Thanh Huy, Phan Thanh Huy. Huy có đây không em? Chúng mình bảo cô lấy động lực để dạy ở đâu bây giờ đây? Khó nói. Bây giờ nha, những ai phân biệt được phương thức get và post làm ơn confirm cho tôi vào một chat. Rồi, đồng ý. Tiếp. Như vậy có nghĩa là phân biệt được hàm do get với cả do post trong servlet đúng không? Đúng thì lại confirm cho tôi cái nào. Đây là mọi người tự confirm nhá. Rồi, đồng ý. Thực ra thì một cái form ấy như này, nó không phải chỉ có method post hoặc get, nó còn một số các method khác nữa. Ví dụ bây giờ thẻ form này, method này, search mã HTML này, mình sẽ thấy là cái method nó còn nhiều method khác nữa. Rồi. À, phần này không đủ. Này cũng không đủ. Thường này, thường có giá trị là get hoặc post, chỉ là thường thôi nhé, chứ không phải là tất cả nha. Vì là nếu như mà tương tác thông qua trình duyệt ấy, gửi yêu cầu từ trình duyệt đi lên ấy, vậy thì thường có dùng get hoặc là post thôi. Còn những cái phương method khác ấy, là nó dùng khi mà tôi viết các cái API, là gọi đến tôi, request đến tôi, không phải, có thể không phải từ trình duyệt mà từ một cái ứng dụng
nào đó khác từ một cái web application nào đấy, nó gọi đến API của tôi để nhận về dữ liệu, thì phương thức nó sẽ có một loạt những cái loại phương thức khác. Còn nếu mà xây dựng web cho người dùng, một cái web website, web application đầy đủ gửi yêu cầu thông qua trình duyệt ấy, thì chỉ có hai cái phương thức chính là GET và POST. Cho nên trong Serverless mình chỉ nhìn thấy hai cái phương thức chính, do GET và do POST. Nó có thể do một số những cái thứ khác nữa. Đấy là đối với Serverless. Thế còn đối với controller của .NET MVC ấy, thì một controller có thể gồm nhiều action. Action ở đây ấy, được hiểu là một hành động nào đấy trong controller này. Và các action này có thể do em tự đặt tên. Nhiều action. Tên tự do. Ví dụ như thế này. Em có thể có action list để liệt kê danh sách dữ liệu. Action add để liệt để tạo để show ra một cái form, add item dữ liệu, action edit, action show, action gì đó vân vân, các loại action khác nhau. Một controller để thao tác với một cái loại dữ liệu nào đó, và với cái loại dữ liệu này tôi có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau, chứ không phải chỉ có do get với do post. Và mỗi một hành động này tôi có thể định nghĩa, là nếu như bình thường không định nghĩa gì thì cái hành động này có nghĩa là gọi đến do get, mà chỉ đến cái hành động này thì nó sẽ thực hiện gì đoạn code này, mà gọi đến gọi bằng phương thức post mà cũng gọi đến hành động này thì nó cũng triển khai cái đoạn code đấy. Nhưng cũng có thể có những cái hành động tôi giới hạn lại là chỉ được thực hiện trong trường hợp post hoặc chỉ thực hiện trong trường hợp get cũng là được. Nhưng một controller thì có thể bao gồm nhiều action. Và vì thế cho nên là khi mà request gọi đến ấy, gửi đến ấy, thì nó sẽ phải chỉ rõ là gọi đến controller nào và gọi đến action nào trong controller này. Trong đó một action thì về bản chất nó chính là một hàm trong cái class controller này. Class controller này. Và vì thế cho nên khi mà request gọi đến controller, thực ra thì nó còn phải thông qua một cái quá trình gọi là quá trình routing, tức là cái quá trình mà phân tích URL routing. Là cái quá trình mà nó định tuyến để nó biết rằng là à cái request này thì nó đang gọi đến controller nào, gọi đến action nào trong controller nào. Ví dụ như bây giờ tôi có một cái pattern URL là ngoài cái đoạn đằng trước này là tên application rồi không nói. Nhưng bây giờ tôi gọi đến trang là trang home action index chẳng hạn. Đấy, thì nó định tuyến cho tôi là gọi đến controller home action index. Hay là ví dụ như là bây giờ tôi gọi employee employee list thì có nghĩa là tôi sẽ gọi đến cái trang là liệt kê thông tin, liệt kê danh sách các employee. Còn nếu như mà gọi đến employee s chẳng hạn thì nó sẽ hiển thị cái form để mà thêm thông tin employee, ví dụ thế. Thế thì trong .NET MVC, một controller có thể bao gồm nhiều action. Mỗi action này về bản chất nó chính là một cái đoạn code. Mỗi một action thực tế nó là một đoạn code, hay chính xác hơn nó là một function. Một function này sẽ nhận được các input, thực hiện những cái xử lý nào đó và output trả về. Và có một cái output trả về. Trong đó input chính là dữ liệu của request. Controller này. Vẽ thế nào nhỉ? Này. Controller này thực ra là bao gồm nhiều action. Bao gồm nhiều action, action 1, action 2 nào đó. Đấy. Thì mỗi một action này là tương tác này không phải tương tác với controller, mà chính xác hơn là nó tương tác với một action nào đó trong controller. Thì request gửi đến controller thì dữ liệu của request nó sẽ tiếp tục được gửi xuống action, và đây chính là input đầu vào. Đấy, đây chính là input đầu vào của action. Sau đó thì dựa trên input đầu vào này nó gọi các lớp để tính toán đầu ra. Sau đó, sau khi mà có dữ liệu tính toán đầu ra thì action này nó sẽ gọi đến một view để lấy được cái giao diện. Kết hợp giữa dữ liệu nó tính toán được và một view này thì thằng action này return một kết quả, và kết quả này chính là cái được respond về cho phía trình duyệt.
respond để cho phiên trình duyệt. Input này có thể là dữ liệu query string trên URL. Nó có thể là các cái thẻ input, dữ liệu của các thẻ input. Thẻ input trong form. Xử lý nào đó thì đây là code C# bình thường. Còn output này nó có thể ở dưới dạng vote, trả output cái gì. Nó có thể dưới dạng một show hoặc nó có thể dưới dạng một view. View có nghĩa là một cái nội dung CSHTML, một cái trang CSHTML gửi về. Thì đấy là một action. Về bản chất nó là một function nằm bên trong một class controller. Nằm bên trong một class controller. Và nó sẽ nhận các input đầu vào, xử lý và trả về một output đầu ra. Thì đấy là cái, trước hết là muốn mọi người nhìn cái overview về một cái ứng dụng .NET MVC. Nó sẽ bao gồm những thành phần nào. Thì ở đây có câu hỏi gì hay không? Nếu mà không có câu hỏi gì thì lại mời confirm là đã hiểu. Nghe. Chào. Thế bây giờ mình sẽ mấy nhá, mình sẽ tạo ứng dụng và mình thử nhìn rõ nhá. Lớp 15 đúng không? Cái phần này code chưa có nhiều cho nên là đề nghị mọi người là làm cùng với cô đi, giống entity framework hôm trước cũng thế, làm cùng với cô đi chứ còn không có code demo để up đâu. Đấy, chưa phần làm gì nhiều, chủ yếu là thao tác rồi. Thì trong solution của mình add vào một cái project, new project ở đây nhá, chuyển nó sang là cái template là các cái ứng dụng trên web, nó liệt kê các cái loại template ở trên web. Thì nhìn vào đây có mấy cái như sau này: ASP.NET Core Web App. Nhìn đọc cái description bên dưới của nó này. A project template for creating ASP.NET Core application with example gì gì đấy, Razorpad content. Thì có nghĩa là cái thằng này này chính là cái thằng mà project mà nó sẽ xây dựng ứng dụng web theo cái framework sử dụng Razorpad, là cái đầu tiên trong cái ba cái framework lúc nãy mình liệt kê của ASP.NET Core theo Razorpad. Cái thứ hai là cái thằng này ASP.NET Core Web App mở ngoặc MVC, tức là mở ngoặc là theo model MVC. Thì cái template này nó sẽ có sẵn các cái bộ phận view, controller rồi cái gì vân. Nhưng mà code của nó ấy, nó có sẵn, nó có rất nhiều. Đấy là nó sẽ xây dựng theo .NET MVC. Thế nhưng mà code nó sẵn có rất nhiều và các cái thành phần nó đã build sẵn những cái phần gọi nhau rồi. Thì sau này khi mà mình thạo rồi mà mình sử dụng cái thằng này thì code nó sẽ rất nhanh. Nhưng khi bây giờ mình chưa thạo, mình còn đang phải tìm hiểu cấu trúc của nó. Nếu như mà em sử dụng cái MVC này thì có rất nhiều thứ nó làm sẵn và nó sẽ khiến cho em, vì mình mới học mà mình sẽ chưa hiểu được là
tại sao nó lại chạy được như thế, bởi vì code nó viết sẵn rồi mà mình không động đến là mình không 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 hiểu rõ vấn đề được. Cho nên chúng ta sẽ chỉ tạo bằng các ASP.NET Core Empty, có nghĩa là nó chỉ nói rằng đây là một project empty có sử dụng ASP.NET Core, chứ nó chả nói rõ là Razorpage hay MVC hay Blazor hết. Và sau này mình sẽ tự tay chuyển cái empty này thành là mô hình Blazor, Razorpage hay là thành Blazor hay là MVC là do mình. Và mình sẽ chỉ tạo từ cái core này. Tất nhiên là mình sẽ tạo theo MVC thôi, nhưng mà mình tự tạo từ cái empty này để mà mình nắm rõ được cái logic của các cái thành phần controller, view, model nó gọi nhau như thế nào. Đồng ý không? Cho nên tôi sẽ bắt đầu từ ASP.NET Core Empty. Next. Đặt cho nó một cái tên. First Web App thì chẳng hạn. Yeah. Next. Bỏ cái config HTTPS này đi. Grid. Làm đi, mọi người cùng làm đi nha. Do you want? Thế cô sao phải bỏ cái HTTPS đấy ạ? Bình thường đi làm là phải đều phải có cái đấy. À, đúng rồi, đi làm thì đều phải có, nhưng mà bây giờ là trong cái môi trường là mình đang develop thì cái đấy là nó liên quan đến các cái giao thức bảo mật đúng không? Mình chưa có, tạm thời chưa quan tâm đến cái đấy, bởi vì nếu không thì bây giờ chạy trên máy mình rất là mất công. Tất nhiên là đi làm bây giờ thì nó các cái ứng dụng web trên thực tế bây giờ nó đều phải là HTTPS hết. Tình hình là nhà cô cũng vừa có vừa có F0 trong mấy ngày tới, trong mấy ngày tới mà giờ học nó có hơi gián đoạn thì mọi người thông cảm nhé, xin lỗi trước. Cô thì chưa làm sao cả nhưng mà có người liên quan cho nên là tự nhiên mọi chuyện nó cũng đang hơi bị xáo trộn. Ra bây giờ chứ chuyện F0 này nó cũng bình thường. Ừ, nó cũng bình thường thôi mà, nhưng mà tránh cho người già, người lớn tuổi, người tầm trên 70 tuổi nguy hiểm. Thế ở đây này, cái project mình tạo ra này, bây giờ là rỗng hết nhá. Cái project này sau này nếu mà triển khai theo Razorpage cũng được, mà triển khai theo MVC cũng được, triển khai theo Razorpage cũng được, là do mình. Nhưng mà mình là mình lựa chọn cách triển khai theo MVC. Thì cái project này nó đang có này, thứ nhất là file program.cs, project nào cũng phải có file program.cs. Đây nó là các cái code, nói chung file này mình chả phải động gì vào cả. Đấy, nó là những cái code mà để nó build chạy, bắt đầu chạy ứng dụng thôi. Tiếp nữa là nó có cái file upsetting.json là có sẵn rồi. Hôm nọ là hướng dẫn mọi người sử dụng upsetting rồi đúng không? Đây. Đấy. Trên ứng dụng Windows Form là tự tay mình phải add file upsetting.json vào. Tự tay mình phải set cái properties cho nó là copy if newer gì đấy vân vân. Sau đó thì chèn cái code liên quan đến đọc file upsetting vào. Nhưng mà trên ứng dụng web ấy thì cái file upsetting là nó có sẵn. Và cái file upsetting này thì cái property của nó cũng đã được để sẵn là copy if newer rồi. Công việc của mình là chỉ là sau này lúc nào cần đọc nó thì gọi cái configuration builder ra mà thôi. Tiếp nữa là nó có một cái file startup.cs. Đây, bắt đầu từ file này thì cần hiểu. File này bao gồm hai hàm. Nó sẽ liên quan đến những cái config đầu vào ban đầu cho ứng dụng này nó chạy. Và cái config đầu vào này thì nó khác với, nó không phải là thông tin môi trường giống như kiểu thông tin trong file upsetting. Mà config này tức là về mặt code ấy, là tôi sử dụng những cái thư viện nào, rồi các cái service nào, vân vân và mây mây gì đó là thông tin trong các cái config này. Trong nó đã bao gồm hai hàm. Hàm thứ nhất là hàm config service. Hàm config service này chính là trong cái ứng dụng .NET này của tôi này, tôi
tùy muốn sử dụng những service nào, những cái dịch vụ nào. Dịch vụ thì có nhiều loại dịch vụ lắm, nhưng mà trong đó cái dịch vụ đầu tiên cần phải quan tâm này chính là tôi sử dụng framework nào để xây dựng ứng dụng web của tôi. Razorpad hay là MVC hay là Blazor. Rồi có thể sau này có những cái dịch vụ nó liên quan đến ví dụ như là các cái dịch vụ authentication, authorization, xác thực gì đấy, những dịch vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu rồi vân vân vân, các dịch vụ. Thì cái hàm config config service này nó được xây dựng theo cái pattern design pattern là dependency injection. Thế trong đó sử dụng dịch vụ nào thì ở đây là sẽ ép vào để sử dụng cái dịch vụ đấy. Ví dụ như nếu như em muốn xây dựng ứng dụng về ứng dụng web theo mô hình Razorpad thì ở đây danh sách các service em sẽ add vào một cái là đây add Razorpad, thì có nghĩa là từ đây trở đi ứng dụng web của em sẽ nó sẽ đọc, nó sẽ phân tích code từ khi mà build, khi mà gì đấy nó sẽ phân tích code, nó sẽ đọc, nó sẽ routing vân vân, triển khai theo mô hình Razorpad sử dụng những cái gì mà .NET nó đã định nghĩa cho một Razorpad. Còn nếu như mà trong trường hợp em muốn xây dựng ứng dụng web theo mô hình MVC thì chỗ này em sẽ add cái service là Controller Suite View. Còn nếu như mà em muốn xây dựng ứng dụng web theo kiểu Blazor thì em sẽ add Server Side Blazor vân vân. Mình đang muốn MVC đúng không? Nên add Controller Suite View, add cái dịch vụ này vào. Tạm thời giờ mình chỉ đang cần một service này thôi. Còn sau này ví dụ như em muốn sử dụng Entity Framework chẳng hạn thì service này em lại phải add service Entity Framework các thứ vào. Tóm lại muốn sử dụng dịch vụ nào thì add cái dịch vụ đấy vào đây. Còn cái hàm bên dưới này này chính là nó liên quan đến cái quá trình routing, quá trình phân tích URL. Khi nhận được một URL thì tôi phân tích cái URL đấy như thế nào để biết trong URL đấy, cái phần nào của URL là đang chỉ đến controller, phần nào của URL là đang chỉ đến action, phần nào của URL là đang chỉ đến các cái input đầu vào, tức là cái cách mà nhận được một cái URL thì định tuyến cái URL đấy như thế nào để gọi đến controller phù hợp, gọi đến action phù hợp. Thì đó là cái bên dưới này. Đây, cái bên dưới này, đây chính là chỗ này, chính là chỗ mapping URL. Thì ở đây ấy, sau này mình sẽ định nghĩa các pattern URL đây. Đây, chỗ này chính là chỗ định nghĩa cách phân tích, hay nói cách là cách khác là các routing cho các pattern URL. Pattern nhá, chứ không phải là một URL cụ thể, mà là một cái khuôn dạng. Khi nhận được một cái sâu theo khuôn dạng, một cái URL theo khuôn dạng như thế này thì tôi phân tích như thế nào là một pattern. Ví dụ như là ở đây tôi có URL ở cái dạng là hai cái thông tin gạch chéo nhau, có nghĩa là tôi nhận được một cái URL là IX nào đó chéo với II nào đó. Thì bây giờ tôi muốn phân tích ra thành là XXX này là đại diện cho tên controller, còn II này là đại diện cho tên action chẳng hạn. Thế thì tất cả những cái phân tích như vậy, những cái cách phân tích như vậy là phải định nghĩa ở đây. Mỗi một pattern URL là một cái khối map kiểu như thế này. Thế trong đó nếu mà nhìn vào cái khối map đầu tiên này thì mọi người có thể thấy rằng là nó map là nếu nhận vào chỉ cái dấu xoẹt này thôi, dấu xoẹt này chính là đại diện cho đường dẫn gốc đúng không? Context path của nó đại diện cho đường dẫn gốc. Nếu nhận vào đường dẫn gốc thì tôi gì đây? Trả về. Đấy. Write ra cái câu là hello world. Thì chính vì thế cho nên nếu như ứng dụng nó mới chỉ đang có như thế này thôi nhá. Mà mình chạy nhá. Mình chạy. À chết rồi, chạy nhầm ứng dụng Windows Form rồi. Đâu rồi nhỉ? Đây. Đây. Đây chính là đường dẫn gốc này. Nếu nhận được đường dẫn gốc thì write ra màn hình hello world. Còn nếu mà nhận được một cái đường dẫn bất kỳ nào đó khác thì chả biết làm gì cả. Bởi vì tôi chưa định nghĩa là nếu nhận được một cái đường dẫn theo cái pattern như thế này thì làm gì. Chưa định nghĩa cho nên là nó chả biết là phải tìm cái trang đấy ở đâu. Bây giờ muốn định nghĩa. Thường là nó, trong MVC này thường nó hay sử dụng cái pattern là tên controller và tên action.
Bây giờ muốn định nghĩa thì trong cái Startup CS này tôi bổ sung thêm này. Endpoints MapRoute MapController.route trong đó này. Mỗi một cái này là định nghĩa một pattern URL, thì các pattern sẽ phân biệt với nhau bởi tên của cái pattern đó. Ví dụ thằng này tên là default. Đấy. Và thứ hai nữa là cái pattern của nó. Là pattern của thằng này là nó đâu đó tôi muốn là nó bao gồm hai khúc. Thứ nhất khúc thứ hai. Phân biệt các cái pattern khác nhau bởi tên của pattern, và sau đó là chỗ này có cái nhỉ, sau đó là nội dung cái pattern đấy là gì. Thì sau này ví dụ như là em có URL hùng hai khúc là một pattern, rồi em lại có URL mà gồm ba khúc như này thì lại là một pattern khác. Thì trong trường hợp hai khúc thì tôi muốn đây là tên controller, đây là tên action. Trong trường hợp ba khúc thì tôi muốn đây là tên controller, đây là tên action. Đây là một cái gì đó chẳng hạn. Đấy, thì nó là các pattern khác nhau. Các pattern khác nhau sẽ được phân biệt thông qua tên của pattern. Ví dụ như tôi đặt thằng này tên là default. Là tên của một pattern. Còn thằng này tôi đặt tên nó là pattern 1 chẳng hạn. Tùy, đấy là tên để phân biệt các pattern với nhau. Thì trong đó này nó bao gồm hai khúc này, thì tôi muốn này, khúc thứ nhất chính là đại diện cho tên controller, khúc thứ hai chính là đại diện cho tên action. Đấy. Thì một khi đã có như thế này thì nếu như mà em gọi đến em gọi đến đường dẫn gốc thì tất nhiên là hello world rồi. Nhưng mà nếu em gọi đến cái đường dẫn là home index đi chẳng hạn, thì nó sẽ gọi đến controller home action index ở trong đó. Tất nhiên ở đây mình chưa có controller home mà cũng chưa có action index, cho nên nó sẽ báo là không tìm thấy cái trang này. Câu chuyện của mình bây giờ là phải viết action home, và trong action đấy phải có index. Thế thì ở đây có một số những cái chú ý. Trong mô hình controller thì đâu đó tôi sẽ có một cái thư mục, đúng không? Add vào đây một thư mục new folder để chứa các controller trong này. Đấy, rồi đâu đó tôi sẽ có cái thư mục để chứa các model. Các models, đúng không? Rồi đâu đó tôi sẽ có thư mục để chứa các view. Đấy, thường là cấu trúc nó sẽ bao gồm như vậy. Các views. Thế tạm thời là mình chưa quan tâm đến model, chưa quan tâm đến view, quan tâm đến controller. Trong này sẽ chứa các controller. Thì ở đây có một cái lưu ý là bản thân .NET ấy và C# ấy, nó là một ngôn ngữ mà bản thân cái công nghệ .NET ấy, nó là một cái công nghệ mà nó có những cái nó có tính chất quy ước. Quy ước để mục tiêu của Microsoft là nó muốn cho người lập trình là viết code ngắn hơn, viết càng ít càng tốt. Cho nên nó sẽ dẫn đến chuyện là có những cái công việc nào đó để triển khai công việc đấy tôi cần phải viết một đoạn code 5 dòng, 10 dòng gì đấy. Nhưng mà cái đoạn code 5 dòng, 10 dòng đấy nó là một cái công việc cực kỳ phổ biến, dẫn đến chuyện là tôi phải viết rất nhiều lần cái đoạn code 5 dòng, 10 dòng đấy. Thì nó sẽ đưa ra một cái quy ước rằng à thay vì viết 5 dòng, 10 dòng thì hãy viết như thế này đi. Cứ đúng quy ước đấy là ta sẽ hiểu rằng là nó tương ứng với cái đoạn code như thế nào. Nó là một cái ngôn ngữ nó có tính chất quy ước để làm cho các cái triển khai code của mình nó sẽ đơn giản đi. Thế thì cái quy ước đầu tiên mà chúng ta cần phải nhớ ấy, đó là tất cả các controller thì nó phải nằm trong một cái class mà tên của cái class đấy có cái đuôi là controller. Còn tên, còn cái đoạn đầu trước cái chữ controller này thì đây chính là tên của controller. Vậy một cái class, nếu mà mình muốn định nghĩa, nếu mà mình muốn định nghĩa cái controller có tên là home thì mình sẽ phải viết một cái class có tên là home controller. Còn nếu em muốn định nghĩa một controller có tên là employee thì em phải định nghĩa một class là employee controller. Đấy.
Và cả hai class này đều phải extend cái class controller sẵn có của đoạn này. Được. Tên của controller là phải kết thúc bằng đuôi controller. Thế bây giờ này, tạo một controller ở đây, tôi có quyền ép vào một class bình thường thôi, miễn là cái class đấy em đặt tên đuôi file của nó là đuôi của nó là controller, và trong đấy có yêu cầu nó extend controller là được, một class hoàn toàn bình thường. Hoặc là em cũng có thể tạo nhanh bằng cách là chọn là tạo controller. Ví dụ như ở đây empty nhá, tất cả mọi thứ bắt đầu từ empty. Add vào một thằng đây, tên này. Tên nó đã để sẵn cái đuôi là controller rồi. Còn cái đoạn đầu này em sửa là home, là employee hay là cái quái gì tùy em, thì đấy sẽ là tên controller của em. Ví dụ cô để nguyên là home controller em. Thì em sẽ nhìn thấy ở đây là class home controller, kế thừa từ controller. Thì đây chính là định nghĩa controller có tên là home, được chưa? Và trong controller có tên là home này, nó mỗi một function này chính là một action. Đây chính là định nghĩa action index của controller home. Và trong đây chúng ta có thể có rất nhiều các action khác nhau. Ngoài action index, tôi muốn có action list. Ngoài action list, tôi muốn có action show. Ngoài action show, tôi còn muốn có một action abc xyz gì đấy. Thì mỗi cái đấy là một hàm public. Các action có thể có kiểu trả về là vote, không trả về cái gì, có thể có kiểu trả về là string, trả về một show ký tự. Ví dụ return cái show là action show gì cả. Hoặc là trả về một đối tượng thuộc kiểu iActionResult. Như vậy cái output của nó có thể có 3 dạng này: output vote string, hoặc là một iActionResult chính là một view, một view của thực thi iActionResult. Thế bây giờ là có action rồi, đúng không? Có action rồi. Ví dụ action index cái này cho thành string đi. Đấy. Action F đi, là trả về vote. Delete trả về vote. F thì thường phải trả về một view. List này thì trả về một I action result. Return đi. Đây là return một cái show. Controller home action là index. Control ship B. Thì bây giờ nếu mà chạy này, tất nhiên là đây là đường dẫn gốc, đúng không? Thì đường dẫn gốc theo cái map URL ở đây là nó viết ra cái này. Còn nếu bây giờ không phải đường dẫn gốc, action home à, controller home action index đấy, thì nó routing URL, nó sẽ không phải đường dẫn gốc, thì nó tìm đến cái pattern thứ hai, thì nó thấy là cái URL này của em là khớp với cái action thứ hai, khớp với cái pattern thứ hai. Thế thì tôi sẽ phân tích là trích cái đoạn đầu này ra là tên controller, trích cái đoạn thứ hai này là tên action, thì nó sẽ biết là nó sẽ cần phải gọi đến action home và gọi đến controller home action index. Cái controller home thì nó sẽ lại đi tìm đến cái file là home controller, sau đó nó đi tìm đến cái hàm index trong cái file đó. Và hàm index thì đây, nó thấy rằng là nó return lại cái show như thế này. Thì cái show này chính là cái được respond về cho phía client đấy. Và vì nó respond về cho phía client nên client nhận được cái show này. Nhận được cái show này thì hiển thị trên trình duyệt. Đấy là cái quá trình từ lúc mà nhận được URL, gọi đến, tìm đến controller thích hợp, tìm đến action thích hợp, return lại kết quả cho trình duyệt. Còn nếu như chỗ này là gì? Là delete, được chưa? Thì nó gọi đến controller home action delete. Gọi đến controller home action delete. Thì cái này vote chẳng trả về cái gì. Chẳng trả về cho cái gì nên trình duyệt chẳng nhận được cái gì. Chẳng nhận được cái gì thì chẳng có gì hiển thị lên đây cả. Mọi thứ là trống.
Còn nếu như thằng này là home action list thì này gọi đến action list là gọi thằng này, thằng này return view. View ở đây là return, nó thực ra nó sẽ là return cái view mặc định vì không được chỉ định gì, cho nên nó sẽ return cái view mặc định của action list. Mà view mặc định của action list là gì ta chưa nói đến và cũng chưa tồn tại, bởi vì thực tế mình nói mà một view là một file CSHTML, cái project của mình từ nãy đến giờ làm gì đã có cái file CSHTML nào đâu, cho nên cái view đấy là chưa tồn tại. Vì chưa tồn tại cho nên gì đây, not found, không thể tìm thấy, dữ liệu ở đây sẽ là chưa hiển thị được gì. Thì đấy là quá trình mà nó sẽ thao tác tương tác để tìm ra controller và các view và các action tương ứng. Đến đây có thắc mắc gì không? Ok. Thế bây giờ tiếp nhá. Thế là câu chuyện là đây, thằng này nó nói rằng là nó return cái view mặc định của action list. Thì đây lại là một lần nữa mà cái thằng .NET MVC này nó sử dụng cái quy ước, tính chất quy ước của nó. Thì trong trường hợp mà đối với một action, thì trong trường hợp một action mà có trả về một cái I action result, trong trường hợp không có chỉ định cụ thể, nói cách khác là nó chỉ dùng cái code là return view, thì nó sẽ đi tìm cái view mặc định, view hay nói cách khác là cái file CSHTML mặc định cho action index, cho action này. Ví dụ như tôi đang có cái action là thằng list đúng không? Thằng list trong cái class controller home. Controller home đang có action list thì nó đi tìm cái view mặc định cho cái action list này. Thì cái view mặc định cho action list là nó nằm ở đâu? Các controller thì nó nằm trong cái folder đúng không? Là controllers. Và thường các view là nó sẽ nằm trong cái folder là views. Trong folder là views thì thường nó sẽ tổ chức các subfolder. Mà mỗi subfolder chính là tương ứng với một controller nào đó. Cho nên trong mục view ta cần tổ chức một cái subfolder là home. Trong cái subfolder là home này thì mỗi một cái action nó sẽ tương đương với một file CSHTML là cái view trả về cho action đó. Tên của file CSHTML một cách mặc định nó sẽ giống tên của action. Cho nên thằng list, thằng action list này mà không chỉ định gì thì một cách mặc định nó sẽ đi tìm đến file list.cshtml nằm trong folder home, nằm trong folder views trong project. Và vì thế nếu mà mọi người nhìn lại cái code thông báo lỗi ở đây một chút thêm nữa thì nó nói rằng là đây. Action home list này. Đây nó nói gì đây? Nó không tìm thấy cái view list. Chú ý nhá, không tìm thấy cái view list chứ không phải là không tìm thấy cái action list. Action list là có rồi, định nghĩa rồi. Đây, action list là đây, là có nhá. Nó không nhìn thấy cái view list. Một cách cụ thể hơn nó nói rằng ta đã đi tìm ở gì đây? List.cshtml trong thư mục home, trong thư mục views nhưng không thấy. Vì không thấy, thực ra nó đã tìm thêm ở chỗ là list.cshtml trong thư mục shared views thì cũng không có. Shared là những cái gì mà nó dùng chung, giữa các view nó dùng chung, nó để trong, thường nó hay để trong shared. Ví dụ như các layout, footer, header gì đấy, nó sẽ để trong thư mục shared. Thì nó đã tìm trong cả hai thằng này nhưng mà không tìm thấy phù hợp. Thực ra trong quá trình tìm kiếm nó sẽ tìm thằng này đầu tiên. Đấy, theo cái quy định, quy ước ở đây, ngôn ngữ tính chất quy ước. Nó khi mà không chỉ định gì tự động nó tìm vào đây. Và nó không tìm thấy. Và vì nó không tìm thấy cho nên nó báo lỗi. Giống như kiểu serverlet của em gọi đến một trang GSP nhưng mà trong web các thứ gì đấy nó lại chưa có GSP. Không tìm thấy. Thế bây giờ muốn mà nó tìm thấy thì có nghĩa tôi phải có nó cái đã. Đây, tôi đang tạo đúng theo quy ước này. Trong view này, tôi tạo subfolder có tên giống với tên controller. Controller thì nó nằm trong cái class là home controller. Nhưng mà tên controller thì chỉ là home thôi. Cho nên cái subfolder ở đây nó chỉ là home thôi.
hôm này tôi add vào một file CSHTML, add vào một view. View này lấy tên trùng với tên action list.cshtml, tôi sẽ có này. Đây chính là code nơi mà code HTML và code Razor xen kẽ với nhau. Ví dụ như là nó, tôi viết một cái nội dung HTML đầy đủ, doc type HTML, thẻ HTML, ông đây có thẻ hit, có title là first web app chẳng hạn. Có đi trong này gồm có một cái div content kia, ví dụ thế. Còn code của controller là không thay đổi gì nhá, biên dịch nhá, lại này. Một khi có view rồi em có thể xem trang web bằng cách là chuột phải vào đây, view in browser, đợi nó đang biên dịch xong rồi. Đấy. View in browser thì nó không phải là chạy chế độ debug này nữa. Một là nó sẽ nhanh hơn và thứ hai là khi mình sửa code mình chỉ cần biên dịch hoặc là xếp lại là bên kia nó đã tự động wrap rồi. Đây thì đây là đường dẫn gốc nhá, vẫn in ra hello world nhá. Nhưng mà nếu vào home list đúng không? Rồi, index thì là nó là sâu ký tự được trả về rồi. Còn vào list, đấy, lúc trước là nó lỗi, nó báo nó không tìm thấy view. Nhưng bây giờ nó tìm thấy view. Content here. Nếu mà view page source của nó ra, nó sẽ thấy đây đúng là cái đoạn nội dung HTML mà mình đã viết. Thêm cái script này, thì cái này là nó của ứng dụng nó tự thêm vào. Của end.net nó tự thêm vào. Đúng cái sâu này mà mình đã viết. Thế còn nếu như mà cái index này này, nó chỉ về trả về một sâu ký tự thôi. Nên nếu mà view page source của nó ra thì mình thấy nó không phải là đoạn mã HTML mà chỉ đúng là một cái sâu string để trả về in ra đúng trên trình duyệt như vậy. Còn thằng này là trả về một cái mã HTML đầy đủ thể hiện trong một cái file CSHTML. Đấy là quy ước. Còn giả dụ cũng có những trường hợp tôi không tuân theo quy ước, tôi muốn tự chỉ định. Đây, tôi không phải là không có chỉ định cụ thể mà tôi muốn tự chỉ định nó gọi đến cái CSHTML nào đó. Nó không phải theo cái quy ước của nó. Thì lúc đấy tôi phải tự viết. Đây. Ví dụ như là cái thằng này đi, thằng show này đi. Trả về một i action result. Hoặc là thôi, cho thằng index kia nhá, thằng show này này đây. Đây, thằng này trả về một i action result. Đấy, và thằng này return này. Không phải return một show nữa. Return views. Nhưng không phải là không có chỉ định, mà tôi chỉ định cụ thể là tìm vào mục views, chẳng vào subdirectory nào hết, mà bây giờ là vào luôn cái file cái này, thế này nhỉ, thế này đúng không, vào luôn cái file là default.cshtml, chỉ vào cái file này. Tất nhiên file này chưa tồn tại đúng không, file này chưa có. Đây, view. Này vào home list này, list thì vẫn đây này, list đây này, show là action show này, index là gọi đến gì? default.cshtml nhưng mà chưa có cho nên có lỗi ở đây. Thế còn nếu mà mình có đây trong thư mục view này, chẳng vào home hết gì hết, add vào đây một cshtml có tên là default. Nội dung trong này là gì ạ? Đây, ví dụ copy lại cái nội dung này. Cái này gọi là default view. Để ở default.cshtml thư mục views. Giả sử thế. Biên dịch lại code, này mình biên dịch lại này. Sau đó bên trang này, này thì cần refresh lại thôi. Đấy, thì nó sẽ đến cái view cái CSHTML mà mình đã định nghĩa. Như vậy phân biệt trường hợp nhé, là gọi view một cách tự động và gọi lưu view có chỉ định cụ thể. Được chưa?
tiếp này. Lúc nãy mình có config cái pattern URL như thế này, tức là nếu nhận vào hai khúc thì nó trả về đây. Nhưng mà giả sử tôi còn muốn có trường hợp này, nếu tôi không đưa vào thông tin action, bình thường không đưa vào thông tin action thì mặc định là nó chưa có. Nếu mà không đưa vào thông tin action ấy thì là nó sẽ lỗi, nó không biết action là gì. Nhưng mà bây giờ tôi muốn là nếu không có thông tin action thì nó gọi đến một action mặc định nào đó chẳng hạn. Thì cái chỗ mà config này tôi sẽ thêm vào, nếu không có thông tin action thì mặc định gọi đến action in đấy. Thì ở đây không có thông tin action sẽ tự động gọi đến action in đấy. Rồi có thể có những trường hợp gì không có thông tin controller, thì trong trường hợp này mọi người nó sẽ gọi đến cái gì? Nó sẽ gọi đến hello world, tức là một cái dòng nó in ra mặc định này đúng không? Nhưng mà thực ra bây giờ tôi không muốn như thế này, tôi không muốn in ra câu show hello world, mà tôi muốn là không có controller thì tự động gọi đến controller who. Tự động gọi đến controller who. Đấy, thì ở đây này, không có gì thì nó sẽ tự động gọi đến controller home. Và trong controller home những chưa khai báo là gọi đến action nào, nhưng gọi mặc định gọi đến action in đây. Đấy là lý do vì sao nếu mà mọi người xem những cái code demo MVC và là nó cũng có controller bằng cái gì đấy mặc định, action bằng cái gì đấy mặc định ở đây. Hôm nay chúng ta khởi động với việc là tạo một cái project application theo mô hình MVC. Nắm được cái cách mà .NET nó triển khai ứng dụng web theo mô hình MVC, C như thế nào, V như thế nào, model thì là code C# bình thường. Và một cái nữa là đề nghị mọi người là hiểu được cái quá trình mà định nghĩa các pattern URL. Đấy. Xong đó nó sẽ gọi đến các action, rồi các action gọi đến các view như thế nào. Có thắc mắc gì không? Cho em xem lại cái endpoint không ạ? Nãy em bị học lỗi, em muốn xem lại cái endpoint thì sai. Nhớ là phải add service ở trên này nữa. Đấy. Rồi, em add cái đó. Ok, em bị sai rồi bốn ngược hả? Vâng. Thì hôm nay, buổi hôm nay thì về thì không có bài tập cụ thể nào. Nhưng mà đề nghị mọi người là thao tác tạo ứng dụng web application, tạo một vài controller trong đó, mỗi controller có một vài cái view nào đó, à, cái action nào đó, action gọi đến view, action trả về string, sau đó test thử để mà mình xem cách nó gọi đến các view và gọi đến các controller, cách nó gọi đến các controller và các action ở trong đó. À, thế mình xóa cái mà mặc định của nó ở cũng cái mà map get ấy, endpoint.map get. Đây. Cái đấy thì nó là gì? Nó đang là mặc định nói rằng là gì? Nếu nhận được đường dẫn gốc thì hello world. Tôi không muốn như thế. Tôi muốn nhận được đường dẫn gốc thì tôi mặc định là gọi đến cái dữ liệu này. À, gọi đến cái controller này, cái action này. Thế thôi, nghỉ thôi. Nha. Chào mọi người. Chào cô. Bye.